Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Khách cầm dao rượt đuổi vì chờ mua xăng lâu, cây xăng xin nghỉ bán do thua lỗ. Mới đây một sự việc diễn ra tại một cây xăng ở thành phố Hồ Chí Minh, được camera của cây xăng này ghi lại. Tại thời điểm xảy ra sự việc có rất nhiều khách hàng đổ dồn vào cây xăng, xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng. Do quá đông khách, nhiều xe dù có nhu cầu đổ xăng cũng bỏ đi do nhìn thấy chỉ có hai nhân viên bơm xăng cho khách. Khi một nhân viên là anh N5D đang bơm xăng cho khách, một vị khách khác cầm dao lao tới, xô đẩy và rượt đuổi anh này. Anh nhân viên bỏ chạy mặc dù còn bơm xăng vẫn đang hoạt động, lấy một chiếc xẻng để tự vệ. Sau đó nhờ sự can ngăn của những người xung quanh, hai bên đã tránh được xô xát xảy ra. Khách hàng bỏ đi, nhân viên quay trở lại bơm xăng. Xác nhận với phóng viên, ông Lê Văn Báu. chủ cửa hàng xăng dầu này, cho hay sau khi sự việc diễn ra, nhân viên đã có báo cáo và cho biết rất bức xúc, lo lắng khi xảy ra tình trạng trên. Bởi không chỉ sự việc này xảy ra, trước đó cũng có không ít khách hàng lớn tiếng mắng chửi, xúc phạm nhân viên, hoặc thậm chí gây gỗ. Lý giải cho tình trạng trên, ông Báu cho hay do những cây xăng lân cận đóng cửa nghỉ bán, nên khách hàng đổ dồn tới cây xăng của công ty ông để đổ. Nhu cầu tăng đột biến, trong khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phải cắt giảm nhân viên, gây nên tình trạng quá tải khách hàng phải chờ đợi lâu dẫn tới những bức xúc kể trên. Theo ông báo, trước đây cửa hàng có 7 nhân viên bán hàng thay ca, cùng với quản lý và kỹ thuật. Thế nhưng từ khi kinh doanh xăng dầu khó khăn, công ty thua lỗ liên tục, để giảm chi phí thì doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân viên, cộng thêm một số xin nghỉ việc do lương thấp, áp lực công việc cao, nên hiện cửa hàng chỉ còn 4 người gồm cả quản lý. Trong khi cây xăng khác nghỉ bán thì chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ, dù thua lỗ ngày càng lớn, những nhân viên còn lại làm việc dù vất vả hơn, nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải cố gắng bám trụ lại cửa hàng, ông Bấu cho hay. Ông cho biết vừa làm đơn gửi tới Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để xin tạm nghỉ bán một cửa hàng khác ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng một tháng, lý do là hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn kéo dài thua lỗ dẫn tới âm vốn, không còn đủ vốn để mua hàng về bán.